Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2024. Cả chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và trong lô ngày hôm nay thì tổng cộng có 8 con máy cưa xích, hàng toàn là những hàng tuyển, hàng VIP, hàng chất lượng cho anh em luôn. Và trong video này khi anh em đặt hàng của bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc gì trước anh em nha. Không bắt anh em cọc phải cọc gì trước, và bên em thì có giao hàng toàn quốc. Anh em ở đâu thì cửa hàng chúng em cũng có thể ship được hết. Đấy, trong toàn lãnh thổ Việt Nam anh em nhá. Đó, và trong video này sẽ có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy một, và con nói rõ thông số kỹ thuật và test nổ từng cây máy một anh em nha. Đánh dấu ký tự là lô chữ L. Đấy, L1, L2 cho tới L8 này. Anh em ví dụ là ưng con nào thì trong lô này nhá, chỉ bảo là anh muốn mua cái con L mấy là được anh em nha. Tránh tình trạng anh em nói tên máy thì cửa hàng chúng em rất khó phân biệt anh em nhá. Đấy. Đây giá thành của cây máy, tất cả cái tờ giấy thì em đã đều ghi giá thành rồi. Giá này thì sẽ bao ship cho anh em rồi nhá, và tặng kèm cho anh em là một tích mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, và bao ship cho anh em. Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc trước đâu, nên là anh em mua bán bên em thì hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, đầu tiên mở màn là cái con L1 này đây. Con L1, con này thì chuyên cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác anh em nha. Con này thì công suất lên đến 68cc. Anh em nào mà có nhu cầu mà sử dụng về khai thác keo, khai thác tràm đây, hoặc là anh em nào mà cần một chiếc máy to khỏe để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác cắt hạ gốc cây đây anh em nhá. Thì hôm nay là con đầu tiên thì sẽ bán thanh lý cho anh em với giá 1,6 triệu. Thật ra thì con này thì nó là hàng máy mới 100% chứ không phải là hàng máy bãi anh em nhá. Còn cái con này L2 cho tới con L8 kia là hàng máy bãi kìa. Đấy, con này thì nó là hàng máy mới nhá, hàng máy mới. Bán thanh lý cho anh em, con đầu tiên thì sẽ bán thanh lý cho anh em mở hàng 1,6 triệu. Con này thì có thể kéo được khoảng 70cm đổ lại nhá. 70cm đổ lại, và con này thì nó theo máy nó sẽ là lam của nó là lam 55cm, nhưng mà con này thì có thể kéo được khoảng 70. Lốc hợp kim nhôm này, có hàm rồng găm gỗ này, lỗ bô thì ba cửa xả thì cực khỏe rồi. Lốc trục giật trợ lực này. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, nòng 45mm nha, sử dụng hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13 này. Thương hiệu Nakata CX6800E3. Đó, con này thì nó là hàng 68cc nhá. Đây, mã vạch, mã viết ở trong lốc thì đầy đủ hết cho anh em này. Hàng này thì nó là hàng chất lượng anh em nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi trên thị trường đâu. Bên cửa hàng chúng em thì bán thì toàn là những hàng chất lượng thôi, mới dám bán cho anh em. Đó, con này thì nói chung là lên sóng bán giá rẻ để cho anh em phục vụ anh em về nhu cầu sử dụng gia đình, hoặc là anh em nào cần một chiếc máy cưa xích giá hạt rẻ, kinh tế hạn hẹp, nhưng mà một chiếc máy cưa to để về anh em cắt hạ gốc cây nhá. Ngon luôn, đây nhớt nhau ra làm xích thì đầy đủ hết cho anh em này. Đó, anh em lấy con này thì về cam đoan cho anh em là khỏi phải bàn luôn rồi, anh em sử dụng cực kỳ ngon nhá. Đó, rồi cái con L2 là một con máy cưa hàng của Nhật bãi đây anh em. Con này thì nó là dòng cưa mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh nha. Cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại đi ha. Con này thì đến từ nhà thương hiệu Tananka, hàng của Nhật, công suất 33cc, nòng của nó là 38mm nha, đang bán với giá anh em là 1,8 triệu. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Con này thì nó sử dụng là lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đấy, con này thì nó thiên về nhỏ nhẹ cho anh em nào mà lớn tuổi rồi nhá. Cần một chiếc máy cưa mini nhỏ nhẹ đấy ạ. Đó, tầm nắm được một tay luôn nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Con này chỉ hơn 3kg, tầm 3,5kg gì đấy. Đó, giá 1,8 triệu anh em nhá. L2. Con này thì cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình anh em nha, cắt tỉa vườn nhà hoặc là anh em cắt tỉa cây cảnh đấy anh em. Cầm một chiếc máy cưa bền bỉ, và con này thì nó là hệ đầy cao thì đến nữa phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nhá. Phụ tùng con này thì nhiều lắm, đến nữa anh em hỏng hóc kìa thì phụ tùng rất là dễ kiếm luôn. Hàng Nhật bãi nhưng mà phụ tùng rất là nhiều, bởi vì dòng này nó là dòng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.
Đấy, con này thì về cắt những khu gỗ bằng phích nước đổ lại anh em nhá. Đó, anh em nào mà cảm thấy mà cắt cành tỉa nhánh hợp đi làm rẫy gia đình mình thì lấy con này rất là nhẹ nhàng cho anh em. Tiếp đến là con L3 này anh em. Con L3 là một con máy cưa cũng dạng mini tay dài, nhưng mà con này nó thiết kế theo dạng tay dài cho anh em. Đó, bán vẫn 1,8 triệu nha. Con này công suất 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm. Phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình hoặc đi làm vườn cắt tỉa cành cây đồ linh tinh nhá. Đấy, cắt những khúc gỗ bằng đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại nha. Con này thì lam dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích mini này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Giá bán 1,8 triệu nha. Đây, Made in Japan này, đầy đủ nhá. Anh em thấy không, hàng chuẩn của Nhật nha. Và dòng này thì nó là hệ đời cao, đến nữa thì hỏng hóc sửa chữa thì thay thế phụ tùng kiếm rất là dễ kiếm, anh em không cần phải lo. Đó, đây cho anh em nhìn phần mặt tiền này, ốc ác này. Anh em nhìn ốc ác còn 7 màu nguyên nha anh em nhá. Con này thì tình trạng quá đẹp luôn, lam thì hầu như là nước sơn chưa hề bong chóc gì cả, nó chỉ bị mờ chữ một tí xíu thôi. Anh em lấy con này về sử dụng thì hết chê luôn nhá, máy quá đẹp luôn anh em. Con này thì nói chung là cửa hàng chúng em đã dọn nổ ngon lành hết cho anh em rồi. Và trước khi anh em đặt hàng nghe thì cửa hàng chúng em trước khi gửi đi sẽ lại phải kiểm tra một lần nữa cho cực kỳ chắc chắn rồi mới hãng gửi đi cho anh em nha. Nên là anh em yên tâm, tới tay anh em sử dụng thì đảm bảo cực kỳ ngon luôn nha. Còn nếu mà anh em nào chưa biết cách sử dụng nha thì có thể gọi video cho bên Zalo cho em, thì em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách sử dụng cũng là giật nổ cây máy. Rồi con L4 là một con máy cưa cũng là hệ tay dài cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình tiếp. Con này là cũng là đến từ nhà thương hiệu Tananka luôn này. Hôm nay thì lên cho anh em 3 con máy Tananka luôn anh em nhé. Công suất cũng 33cc. Anh em lấy con này thì nó cũng quá đẹp cho anh em luôn. Đây, Japan này, Made in Japan nha. Hàng thương hiệu Tananka, hàng của Nhật nha. Công suất 33cc, nòng của nó là 38mm. Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Cắt những cành cây đấy, đồ linh tinh đấy. Anh em cầm đi làm vườn làm rẫy, cầm một chiếc máy cưa mini nhỏ nhẹ nhá. Con này thì lam cũng 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Xích là xài xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Con này thì phụ tùng cũng rất là nhiều nhá. Anh em đến nó hỏng hóc hay phụ tùng kiếm rất là nhiều, không cần phải lo luôn. Không cần phải lo về phụ tùng con này luôn. Bởi vì phụ tùng con này thì nó rất là dễ dàng kiếm và nhiều người sử dụng. Đang bán giá 1,850,000 bao ship cho anh em nha. Đó, để test nổ cho anh em nghe qua này. Rất là êm ái luôn anh em nhé. Nếu mà anh em làm nhu cầu về sử dụng gia đình ấy, hoặc là cắt tỉa vườn nhà, cầm đi làm vườn làm rẫy đấy, cần một chiếc máy cưa mà cân nặng chỉ tầm khoảng hơn 4kg một tí xíu thì con này rất là phù hợp cho anh em nhé. Anh em cầm đi làm thì nó rất là nhẹ nhàng luôn. Hoặc là anh em nào lớn tuổi đấy, về cắt cành, cắt củi, nấu rượu, đồ linh tinh đấy, cần một chiếc máy cưa xích mà cắt những khúc bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi, bằng cái phích nước đổ lại. Nói chung là cắt tỉa cành, tỉa nhánh, hoặc là anh em nào mà cắt tỉa cây cảnh ấy anh em, đấy thì rất là phù hợp cho anh em luôn, bởi nó thiên về nhỏ nhẹ. Rồi còn qua con những cái con máy để cho anh em về phục vụ sử dụng chuyên nghiệp hơn này. Đây, con L5 là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Shindaiwa. Con này thì giá bán 2,3 triệu. E3303 nhá. Con này thì công suất 33cc. Nòng con này là 37mm. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Và đặc biệt con này thì nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm này. Siêu bền bỉ luôn anh em nhá. Anh em nào mà tần suất mà sử dụng nhiều ấy ạ, nói chung là một ngày có thể cắt đến khoảng 5-6-7 tiếng liên tục đấy, thì những cái con máy này lốc hợp kim nhôm này thì sẽ giúp cho anh em là nó chịu nhiệt được tốt hơn anh em nhá, thay về những con máy sử dụng lốc hợp kim lốc nhựa. Đó, giá bán hôm nay bán thanh lý cho anh em luôn, 2,3 triệu, quá rẻ luôn anh em nhá. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích mini nha. Anh em mà thích hai ốc chân lam thì quá chắc chắn luôn rồi. Đây anh em nhìn này,
Nhìn phần mặt tiền của nó là anh em biết con này là hàng đẹp cỡ nào rồi. Hầu như chưa hề bong tróc nước sơn nhá. Còn nếu mà cái con nào mà nó xài nhiều rồi ấy, thì cái phần mặt tiền này thì nó bong hết ra luôn anh em. Đó, con này thì đã bán 2.300.000 anh em, về sử dụng gia đình thì quá là hợp lý luôn. Anh em nào mà có điều kiện một tí xíu lấy con này thì về sử dụng cực kỳ bền cho anh em luôn đâu. Khỏi cần phải lăn tăn luôn nha. Anh em nào biết, anh em nào am hiểu về máy cưa hoặc là tìm hiểu về cái dòng máy cưa nhiều ấy thì có lẽ là không còn xa lạ vì thương hiệu Shinaiwa này nữa rồi. Thương hiệu Shinaiwa có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây có lẽ là ưa chuộng nhất, bởi vì cái dòng này thì nó cực kỳ bền luôn, nồi đồng cối đá luôn đấy anh em. Nếu mà so với lại là tất cả những các hãng máy cưa xích của Nhật Bản thì em nghĩ là cái thương hiệu Shinaiwa này có lẽ là không có thương hiệu nào có thể qua được cái thương hiệu này. Thương hiệu này nó sử dụng là cực kỳ ngon luôn anh em nhá, nồi đồng cối đá cực kỳ bền. Rồi qua con L6 này là một con máy cưa hàng đời mới, Echo Curit 3201, hàng đẹp 90% luôn anh em nha. Tem mác hầu như là còn chuồn chỉ này, anh em nào thích cái sự vẻ đẹp của nó này. Đấy, chụp giật trợ lực này, giá bán 2.550.000, con này thì công suất 34cc, về cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình chuyên nghiệp nha. Đây, lam thì còn chữ Echo nguyên này, xích lam thì mặt cắt khoảng 2 găng tay. Đây, thì em cũng không biết là khoảng bao nhiêu cm đây, chừng mà cũng phải tầm khoảng 40cm phần mặt cắt nha. Rất là dài. Xích sử dụng xích chung 91 nha. Tình trạng máy con này thì nó đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Sử dụng vẫn là hai ốc chân lam này. Đó, có núm bơm xăng phụ này. Công suất 34cc, về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại nha. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, le gió tự động này. Đây, le gió này bóp vào tự nảy le về này. Có núm bơm xăng phụ này, có thắng xích khóa xích này. Con này thì nói chung là nó đầy đủ combo luôn, đầy đủ chức năng cho anh em về sử dụng luôn. Đó. Anh em đó, đây anh em nhìn này, phần tem mác này, Made in Japan nha anh em nhá, mã số ký hiệu đoàng hoàng này đó. Nói chung con này thì em chỉ soi cho anh em cái mã số thôi, còn nếu mà anh em muốn mua ấy thì anh em hãy đọc cho em là anh muốn mua cái con L mấy nha, L6 nha anh em nhá. Chứ anh em mà đọc cái mã này thì cửa hàng chúng em thua luôn á, chúng em không nhớ nổi cái mã đâu. Thì đấy, anh em hãy đọc cho em là con L6 nha, con này thì giá 2.550.000. Rồi qua con L7 này anh em, L7 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Shinaiwa hệ đời mới. Shinaiwa hệ đời mới nha. Con này EA360 này. Con này thì công suất 36cc luôn, nòng của nó là 40mm nha. Đấy, con này thì cho anh em về sử dụng gia đình hoặc là khai thác tầm trung nha anh em nhá. Lam phần mặt cắt là 40cm, còn tổng thể độ dài là 45cm, có chữ Shinaiwa còn nguyên này. Xích sử dụng xích chung 91 nha, lốc hợp kim nhôm luôn nha. Con này sử dụng lốc hợp kim nhôm này. Và tình hình thức con này thì khá đẹp, khóa mới cho anh em luôn, chụp giật trợ lực nhá. Chụp giật trợ lực luôn. Đây, anh em nhìn này. Phần lốc này Made in Japan này. Đấy. Lốc có tem nhôm gắn tại phần lốc máy luôn anh em nhá, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Sử dụng hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em về sử dụng khai thác tầm trung thì lấy con này quá là hợp lý luôn anh em nhá. Con này thì vòng tua cao, khỏe, máy móc lại bền nữa, sử dụng lốc ở kim nhôm thì nó chịu nhiệt rất là tốt. Anh em sử dụng khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhá. Ngon nha, con này giá bán 2.700.000 nha anh em nhá. Hàng này thì anh em lấy thì cam đoan cho anh em cực kỳ chất lượng luôn. Rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay này, cuối cùng trong lô ngày hôm nay thì lên cho anh em một siêu phẩm luôn, Estin 10S170C,
giá bán này 3.350.000. Hàng này thì nó là hàng VIP chất lượng luôn anh em nhé, hàng siêu tầm nên anh em lâu lâu mới có được một con hàng VIP như thế này thôi. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, thương hiệu ST thì có lẽ anh em không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không? Đấy, hàng này thì hàng của Đức anh em nhé. Và dòng này nó là hệ đời mới này, ốc còn trắng phao nguyên lam. Con này thì nó là 40 phần mặt cắt là được khoảng độ, cũng khoảng độ 2 gang tay phần mặt cắt. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này, xích sử dụng là xài xích chung 91. Đấy, thấy không? Hàng siêu tầm nha anh em. Hàng siêu tầm nhưng mà bán giá thì vẫn bằng một chiếc máy cưa hàng xấu. Ha, thấy không? Máy đẹp nhưng mà bán giá bằng máy giá máy xấu nha. Con này thì công suất là nòng 37 mm và công suất là 32cc. Con này thì thiên cho anh em về sử dụng gia đình nha. Anh em thì cắt tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh đấy ạ. Nhưng mà cần một chiếc máy cưa hàng chất lượng này anh em. Anh em là am hiểu về dòng này có lẽ là không còn xa lạ nữa đâu. Đó, hàng siêu VIP nha, nghìn năm có một nha, có khi cả bao nhiêu năm em bán mới có được một con đẹp như thế này đấy anh em. Rất khó để kiếm những con máy hàng VIP như thế này đấy anh em nhá. Đó, vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cơ xích. Anh em ưng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng nhá. Đọc cho em cái mã như thế, và bên em thì có giao hàng toàn quốc cho anh em. Xin chào toàn thể anh em nhá.